Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mở đầu với phóng sự ghi nhận về hiệu quả của mô hình rừng trồng gỗ lớn được cấp chứng chỉ FSC tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc. Tiếp đó là mục luật sư của bạn với phần tư vấn của luật gia Hoàng Ngọc Thanh. Cuối chương trình là phần giới thiệu chính sách mới hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch phát triển diện tích rừng gỗ lớn được cấp chứng chỉ quản trị bền vững và bảo vệ sinh thái FSC lên 9.000 ha đến năm 2020. Trồng rừng gỗ lớn đạt các tiêu chí của chứng chỉ FSC mang lại lợi ích kinh tế cho chủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm tải tần suất sử dụng đất, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mặt khác, việc trồng rừng gỗ lớn còn hình thành chuỗi sản phẩm lâm nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường. Ghi nhận về hiệu quả của mô hình này từ hợp tác xã lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, đơn vị đầu tiên tham gia trồng rừng gỗ lớn được đoàn tư vấn đánh giá quốc tế GFA cấp chứng chỉ FSC. Năm 2016, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua chỉ đạo Hội chủ rừng phát triển bền vững, vận động các chi hội, trong đó có chi hội Hòa Lộc, phát triển mô hình trồng rừng gỗ lớn. Để thắt chặt mối liên kết giữa các hộ trồng rừng, tháng 4 năm 2018, chi hội đã thành lập Hợp tác xã Lâm nghiệp Bền vững Hòa Lộc. Ngay từ khi ra đời, Hợp tác xã chính là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên tham gia trồng rừng kinh tế, với việc cung ứng giống đạt chất lượng, chuyển giao kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc đến hoạt động thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm cho người dân. 52 hộ trồng rừng đã tham gia vào Hợp tác xã, với tổng diện tích rừng trồng gỗ lớn là 507 ha, được GFA cấp chứng chỉ quản trị bền vững và bảo vệ sinh thái FSC. Được biết, Hòa Lộc là hợp tác xã lâm nghiệp bền vững đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế được nhận chứng chỉ FSC cho các diện tích rừng gỗ lớn. Nguyên tắc trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn FSC, các hộ dân phải tiến hành tỉa thưa lần một khi cây trồng đạt 4 năm tuổi, với khối lượng 50% cây giống ở những nơi trồng quả dày. Một năm sau, khi cây bắt đầu phát triển, thì tiếp tục tỉa thưa lần hai cho đến chu kỳ tròn 7 năm thì có thể thu hoạch. Trong một lần tham gia thu hoạch rừng gỗ lớn, chúng tôi nhận thấy sự hồ hởi thực sự của các chủ rừng. Bởi nếu trong chu kỳ 4 năm cung cấp gỗ dăm, thì mỗi hecta cho bình quân từ 70 đến 80 triệu đồng. Nhưng khi phát triển gỗ lớn, rừng tròn 7 tuổi, thì có thể lại đến 300 triệu đồng một hecta. Ngoài ra, thu thêm nhiều gỗ tỉa thưa 40 đến 50 triệu đồng một hecta. Toàn bộ gỗ có chứng chỉ đều được công ty Scansia Pacific thu mua với giá cao hơn thị trường từ 15 đến 20%. Chính vì vậy, nhiều thành viên của hợp tác xã đang tiếp tục mở rộng thêm diện tích rừng trồng gỗ lớn. Lợi tức rất là lớn. Tại sao? Vì khi để thời gian kéo dài ra thì gỗ văn nó sẽ tăng lên được 70%. Thứ hai nữa, trên cái lĩnh vực môi trường thì là những người tham gia chứng chỉ rừng nó sẽ bảo vệ môi trường rất là tốt, bền vững. Mà cái vấn đề mà để gỗ văn kéo dài thời gian, nó sẽ là mang một cái vấn đề là giảm phát thải là khí nhà kính. Bên cạnh đó là bảo tồn là cái lượng carbon từ rừng. Cho nên đây là một trong một cái mô hình là bảo vệ môi trường bền vững nhất. Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm của tỉnh, của huyện là tạo điều kiện thuận lợi cho là hợp tác xã lâm nghiệp bền vững Hòa Lộc thành lập và phát triển. Thì qua hơn một năm phát triển, thì cơ bản là những hộ dân tham gia vào phát triển lâm nghiệp bền vững này, trong rừng gỗ lớn này, thì cơ bản là đầu ra tiêu thụ gỗ ổn định, thứ hai là giá thành cao hơn, thứ ba là được sự quan tâm của FSC có hỗ trợ rất là nhiều. Mà thứ tư là công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái trong khu vực dân cư. Thì thời gian qua thì xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, của tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực trồng rừng gỗ lớn để góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường. Qua khảo sát, phần lớn diện tích rừng trồng của các thành viên hợp tác xã Hòa Lộc đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, mới chỉ có khoảng 35% được công nhận tiêu chuẩn FSC. Vì vậy, hợp tác xã đang đẩy mạnh vận động hỗ trợ cả hộ hoàn thiện tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn FSC, tiến tới đưa 100% diện tích được cấp chứng chỉ. Bên cạnh việc đảm bảo đầu vào, đó là khâu chọn và cung cấp giống cho người dân, đến đầu ra là việc bao tiêu sản phẩm. Hợp tác xã Hòa Lộc còn tổ chức nhiều buổi hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc rừng theo tiêu chuẩn FSC. Việc thu hoạch phải đảm bảo an toàn cho người lao động. Nhất là quá trình sử dụng máy móc để đốn hạ cây được hợp tác xã quản lý chặt chẽ, người sử dụng được trang bị kiến thức, kỹ thuật nhuần nhuyễn, nắm chắc quy tắc về an toàn lao động. Việc đạt được 10 tiêu chí để được cấp chứng chỉ FSC đã khó khăn, nhưng việc duy trì các tiêu chí của chứng chỉ càng khó khăn hơn. Đặc biệt là công tác tái đánh giá thẩm định sau thu hoạch của GFA rất khắt khe.
10 nguyên tắc và 56 tiêu chí. Thì chúng tôi căn cứ vào những cái tiêu chí đó là chúng tôi sẽ là họp mà cả thành viên, chúng tôi thông qua và quán triệt đồng thời lên kế hoạch rất là cụ thể, từ khi trồng đến khi chăm sóc và đến khi khai thác, rất là rốt rách và bảo đảm những cái là cái thời gian là cái chốt để là người ba người ta căn cứ đó người ta đánh giá. Đồng thời là công tác môi trường là một trong những công tác mà hàng đầu mà đội người ba người ta đưa vào trong cái tiêu chuẩn là đánh giá của là FC. Thì tất cả những cái lô rừng mà chúng tôi đã quy hoạch giống như là có khe suối thì chúng tôi sẽ là lên kế hoạch để bảo vệ vùng đệm rất là nghiêm ngặt. Đồng thời những hộ khai thác chúng tôi quản trị rất là nghiêm ngặt về vấn đề là không được đốt, nhất là vấn đề khai thác là bảo đảm an toàn lao động. Tuyệt đối là một trong những cái tiêu chuẩn mà đứng thứ nhì của đội người ba là quan tâm. Quy định của EPC là việc đánh giá duy trì chứng chỉ hàng năm phải đáp ứng 10 nguyên tắc của EPC. Vì vậy đó là kết nối với các cái chương trình dự án như là dự án máy trời cao bền vững của WF để hoạt động nâng cao các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, tạo điều kiện cho bà con tăng cường năng lực. Ví dụ tăng cái năng lực là liên quan đến vấn đề an toàn lao động trong khai thác này, rồi là bảo đảm các tiêu chí về sử dụng lao động là trong độ tuổi, rồi là bảo đảm là các hoạt động sơ cấp cứu để vân vân, để làm thế nào đó là bà con nông dân làm bảo vệ được sức khỏe, an toàn được môi trường và hiệu quả kinh tế lại cao. Hiện nay ở Thừa Thiên Huế có 14 chi hội trồng rừng gỗ lớn ở Phú Lộc, A Lưới và Hương Trà. Việc ngày càng nhiều hộ dân tham gia trồng rừng gỗ lớn cho thấy người dân đã ý thức được những lợi ích cũng như vai trò của mô hình, từng bước từ bỏ phương thức trồng rừng theo lối cũ, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Để tiếp tục phát triển diện tích rừng gỗ lớn, tỉnh Thừa Thiên Huế đang có những định hướng cụ thể từ quy hoạch phát triển rừng đến giống cây trồng lâm nghiệp, kỹ thuật lâm sinh và những chính sách khuyến khích hỗ trợ cho các chủ rừng trong hoạt động trồng rừng gỗ lớn. Theo đó, mỗi hộ nông dân trồng quy mô khoảng 2 hectare, nhà nước hỗ trợ 50% tiền cây giống tương đương 4 triệu đồng một hectare. Khi lập dự án được hỗ trợ không quá 50 triệu đồng một hectare. Ngoài chính sách khuyến khích phát triển rừng trồng gỗ lớn, thì đối với các doanh nghiệp, hộ dân tham gia ươm tạo cây giống chất lượng cao, sử dụng phụ phẩm thân thiện với môi trường, với quy mô vườn ươm khoảng 1 triệu cây, thì được hỗ trợ đầu tư không quá 1 tỷ đồng. Hơn nữa, thông qua dự án Trường Sơn Xanh, FOSDA sẽ hỗ trợ người dân tham gia tỉa thưa 1 triệu đồng một hectare, khuyến khích người dân đẩy mạnh cả hoạt động tỉa thưa lâm sinh, giúp cho rừng trồng gỗ lớn phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan đã tiến hành hỗ trợ kỹ thuật cho người nông dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để đáp ứng 10 tiêu chí của FSC. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 3.652 hectare rừng trồng đạt tiêu chuẩn FSC. Thì để mà tiếp tục mở rộng cái quy mô phát triển rừng trồng gỗ lớn, thì chúng tôi sẽ còn liên doanh với các cái công ty khác, hợp tác với các công ty khác để hình thành các cái chuỗi giá trị rừng trồng gỗ lớn mới, giúp cho đó hàng ngàn hộ nông dân đã có rừng trên địa bàn là có thể tham gia vào cái quản lý bền vững có FC, như là hợp tác xã lâm nghiệp An Việt Phát sẽ là đầu tư rừng trồng gỗ lớn FC, như là công ty EG là cái công ty làm sản phẩm plywood cũng là phát triển rừng trồng theo nguyên tắc là gỗ lớn bền vững FC. Nhờ vậy đó thì cái thị trường gỗ lớn nó sẽ sôi động hơn và có nhiều bên tham gia, vừa hợp tác vừa cạnh tranh một cách lành mạnh, giúp cho người nông dân tham gia trồng rừng ngày càng gia tăng lợi. Theo kế hoạch, đến năm 2020, Thừa Thiên Huế phấn đấu có 16.000 hecta rừng gỗ lớn, trong đó có tối thiểu 9.000 hecta được cấp chứng chỉ FSC. Rõ ràng qua một chu kỳ áp dụng, việc trồng rừng gỗ lớn đã mang lại giá trị kinh tế rất lớn cho người nông dân. Bên cạnh đó, giá trị cốt lõi của những cánh rừng trồng gỗ lớn đạt chứng chỉ FSC đó là bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, điều đang được cả thế giới tích cực thực hiện. Mô hình này cũng đã hình thành cho người nông dân tham gia trồng rừng một chuỗi sản phẩm lâm nghiệp bền vững, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thắm. Theo đơn của bà hỏi, thì vào năm 2009 thì bà kết hôn với anh Hùng. Lúc này anh Hùng là ngoài 40 tuổi, bà là 26 tuổi. Và quá trình chung sống làm ăn và tạo lập nên những cái tài sản nhất định. Gồm có một cái biệt thự khá lớn, một cái cửa hàng tạp hóa. Cái cửa hàng này khi đang là vợ chồng á, còn chồng còn sống á, thì bà đã kinh doanh ở đây. Và một cái khách sạn.
thì không may khoảng 7 năm sau, tức là khi đó anh Hùng đã gần đến 50 tuổi và bà đã 32 tuổi, thì anh Hùng bệnh mất. Thì trong quá trình anh Hùng bệnh mất đó, thì mọi vấn đề tang lễ bà là người đứng ra để thực hiện việc lo lắng, và gia đình cũng có sự hỗ trợ. Khoảng một năm sau thì bà vẫn sinh sống ở cửa hàng đó, vẫn là một cuộc sống bình thường, nhưng là không may là vì chưa có con cho nên bà vẫn sống đấy. Thì gia đình của ông chồng đã đưa một người em gái đến ở trong cái ngôi nhà đó, và nói rằng là để ở cho vui và cùng kinh doanh tại cửa hàng mà bà kinh doanh. Thì quá trình đó thì tạo ra những xích mích mâu thuẫn không biết từ phía nào, nhưng mà nói chung là chị em mâu thuẫn và mâu thuẫn với cả gia đình chồng, cho nên chị đã không thể chấp nhận cái cuộc sống như vậy, và cũng để đừng có những cái tiếng ra tiếng vào nó không tốt đến uy tín của gia đình và cá nhân, cho nên bà đã đi vào Thừa Thiên Huế để sinh sống làm ăn. Thì quá trình sinh sống làm ăn đó thì bà đã lấy một người chồng khác và có con với người đó. Nhưng cũng không may nữa, một cái không may nữa là vài năm sau thì người chồng đó cũng mất, và bà lại có một đứa chồng thứ ba, cũng có một người con nữa. Như vậy bà có hai người con và ba đứa chồng. Hai người con này là thuộc hai cái đời chồng sau. Thì hiện nay thì bà vẫn sống bình thường, nhưng gia đình chồng là yêu cầu bà xác nhận những cái thủ tục thừa kế, và cái nội dung đó là để từ chối thừa kế, để cho gia đình chồng thực hiện các cái thủ tục có liên quan đến tài sản mà của vợ chồng đã tạo lập ra trong thời kỳ đó. Thì bà cũng không hiểu là cái tài sản đó, tài sản của người chồng trước đây sinh sống với bà, thì bây giờ gia đình chồng đề nghị bà xác nhận thì bà phải làm như thế nào để bảo đảm những lợi ích chính đáng của bà, và bà có được thừa kế cái di sản của người chồng mà đã chết, người chồng thứ nhất đã chết hay không. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi trả lời như thế này này, thì bà đã có một đứa chồng thứ nhất, người chồng đó lớn tuổi, sinh sống với bà, tuy không có con nhưng quan hệ đó là quan hệ vợ chồng, và khi người chồng chết vì bệnh thì quan hệ đó vẫn là quan hệ vợ chồng. Một thời gian bà tiếp tục chung sống, và sau đó vào Thừa Thiên Huế thì bà đã lấy người chồng thứ nhất, người chồng thứ hai, sinh được hai người con khác. Thì đây là những quan hệ độc lập, chứ còn đối với người chồng thứ nhất thì vẫn là quan hệ vợ chồng. Vì vậy tất cả những tài sản đã tạo lập được trong thời kỳ hôn nhân giữa người chồng thứ nhất với bà, đó là tài sản chung, và bà có quyền yêu cầu chia cái tài sản chung đó. Vấn đề thứ hai là cái phần tài sản của người chồng đã mất, thì đây là di sản thừa kế của ông để lại. Thì ai là người được hưởng cái di sản thừa kế đó? Trước hết đó là bà, rồi những người con của ông chồng nếu có. Ở đây tôi muốn nói rằng nếu có người vợ trước, chứ nếu ông chồng không có thì bố mẹ của ông chồng là người thừa kế. Thì như vậy ngoài cái phần tài sản của bà trong khối tài sản chung của vợ chồng mà bà có quyền yêu cầu chia, thì bà vẫn có quyền yêu cầu chia cái phần thừa kế trong cái di sản của người chồng để lại, mặc dù bà đã có hai cái đời chồng sau và đã có con với họ. Cái việc gia đình của bên chồng nói rằng là bà đã xuất gia, tức là đi lấy chồng khác, mà thậm chí không phải một chồng mà hai chồng và có con với người khác, cho nên bà không có lợi ích gì đến cái tài sản của cái gia đình chồng và của chồng. Thì cái này như chúng tôi đã nói trên đấy, bà thì không có những lợi ích liên quan đến gia đình, tài sản gia đình của người chồng, nhưng mà của gia đình của bản thân người chồng đó, tức là cá nhân người chồng đó với tư cách là chồng của bà, và tài sản đó là tài sản chung, thì bà có quyền được hưởng như tôi đã phân tích ở trên. Tóm lại, trong cái khối tài sản chung của vợ chồng để lại thì đây là tài sản chung hợp nhất của người chồng, gọi đối với bà gọi là người chồng thứ nhất với bà, thì bà có quyền yêu cầu chia cái phần tài sản chung trong cái khối tài sản chung hợp nhất đó. Phần thứ hai là bà có quyền yêu cầu chia cái phần di sản thừa kế mà ông chồng để lại. Thì cái đối tượng được hưởng thừa kế ở đây như tôi đã nêu ở trên là gồm có bà, rồi các con của ông ta nếu có, và bố mẹ của ông chồng nếu có. Thì cái phần chia như thế nào đó thì tùy. Vấn đề thứ hai, đây là tôi nói về nguyên tắc pháp luật, và bà lực quyền lợi của bà được bảo vệ theo pháp luật với những quy định như vậy. Nhưng mà nếu bà có thỏa thuận có nghĩa rằng nhường cho người chồng, nhường thừa kế hoặc là nhường cái tài sản gì đó thì tùy. Đây là một quan hệ độc lập, và bà phải hiểu được rằng nếu như vậy thì quyền quyết định ở bà, chứ còn gia đình chồng không thể áp lực ở đây. Và cái lợi ích của gia đình chồng mà cụ thể là bố mẹ chồng là chỉ có được hưởng di sản thừa kế của con mình, tức là của chồng bà trước đây.
những cái nội dung nào đó mà nếu bà chưa rõ thì bà có thể gửi đơn đến cái Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế, chúng tôi sẽ tiếp tục tư vấn hướng dẫn để nhằm bà bảo đảm lợi ích hợp pháp của bà, hoặc là bà quyết định cái quyền lợi của mình bằng một cái sự minh bạch công bằng theo quy định của pháp luật. Ngày 7 tháng 3 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 4 năm 2019. Theo đó, có hoạt động không được thực hiện trong khoảng cách an toàn cả công trình dầu khí được quy định như sau. Trong phạm vi khoảng cách an toàn của các công trình dầu khí, không được thực hiện các hoạt động có nguy cơ gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và sự an toàn của các công trình dầu khí, bao gồm các hoạt động có khả năng gây cháy nổ, sụt lún, hiển vị, các hoạt động đào bới gây ảnh hưởng tới đường ống, trồng cây, thải các chất ăn mòn, tổ chức hội họp đông người, các hoạt động tham quan, du lịch khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, neo đậu phương tiện vận tải đường thủy, hàng hải, đánh bắt thủy hải sản, khai thác cát, nạo vét hoặc các hoạt động khác dưới nước có thể gây cản trở đến hoạt động, sự an toàn của công trình dầu khí và các phương tiện ra vào công trình dầu khí. Trừ trường hợp các hoạt động kiểm soát dòng thủy lưu và hoạt động giao thông vận chuyển trên sông. Trường hợp đường ống hoặc tuyến ống lắp đặt đi qua sông vào bất kỳ thời điểm nào, điểm gần nhất của hệ thống neo đậu buộc phương tiện phải cách tối thiểu 40 mét về hai phía thượng lưu và hạ lưu đối với đường ống, không cho phép cả hoạt động neo đậu phương tiện vận tải đường thủy, hàng hải, đánh bắt thủy hải sản, khai thác cát, nạo vét hoặc cả hoạt động khác dưới nước có thể gây nguy hại đến đường ống, trừ trường hợp cả hoạt động kiểm soát dòng thủy lưu và hoạt động vận chuyển trên sông. Các công trình dầu khí đã tồn tại trước ngày nghị định này có hiệu lực chưa đáp ứng khoảng cách an toàn theo quy định của nghị định này. Sau 3 năm, kể từ ngày nghị định này có hiệu lực, phải thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo mức rủi ro chấp nhận được theo quy định. Khoảng cách an toàn đối với công trình dầu khí trên đất liền xác định theo quy định tại nghị định này cho đến khi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tương ứng được ban hành. Chuyên đề với khán giả truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.